Các bạn ơi, mình đang đi vi hành qua tiệm giặt ủi Kava bên đường Cách Mạng Tháng 8 nha. Chủ nhật nào mình cũng phải đi 1-2 tiệm để coi mấy anh chàng ngự lâm pháo thủ này làm ăn kiểu gì. Quý khách nào ở cái khu vực Cách Mạng Tháng 8 hẻm 766 nha, cô ủng hộ cho giặt sấy Kava. Đây, vệ sinh giày, giặt thấp, vét đầm, áo dài, gấu bông. Đó, giặt cộng sấy luôn nha, 12.000 đồng một ký. Tuần nào mình cũng phải đi hết các bạn, đi để lấy vía cho các bạn. Đó, giặt cộng sấy 12.000 một ký nha, đặc biệt là đồ trắng giặt riêng, không có tính tiền, miễn phí nước giặt xả luôn, trong cái giá 12.000 luôn nha, các bạn lưu ý nha. Nước giặt nước xả cũng phải xịn sò nè. Mình yêu cầu là nước giặt có mẫu gì là phải sử dụng mẫu đó, cứ hàng chính hãng vô siêu thị mà mua. Máy giặt khủng luôn. Đây là đồ đã thành phẩm đóng bao cho khách, chờ đưa lên kệ sắp xếp cho khách đến lấy. Còn đây là hàng mới tới chuẩn bị giặt cho mẻ tối, giặt hết cái này mới được nghỉ. Rồi, quý khách nào ở hẻm 766 Cách Mạng Tháng 8 nha, có nhu cầu ghé ủng hộ cho bạn trẻ kinh doanh giặt ủi nha các bạn. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại, gặp Bích Tư Tí nha, Bích Tư Tí Kava nha. Địa chỉ của tiệm Kava là 766/8 nha, Cách Mạng Tháng 8 ha, gần ngã ba Ông Tạ nha các bạn. Rồi, chào cả nhà.